Trong cuộc sống này các bạn đừng có mở tâm yêu cát cõi nhiều quá nha. Cứ còn phát nguyện á, các bạn phát nguyện là ôi để cho tôi giải thoát khỏi luân hồi, được về với cái cõi Phật, cõi thiên đàng gì đó, tới đó tu dễ hơn. Tại tới đó tu cái năng lượng tham sân si không có mặt ở đó, thứ nhất. Thứ hai là đừng có phát nguyện độ tận chúng sinh nha, hướng đừng có hướng đến độ tận chúng sinh, hướng đến thượng đế, hướng đến chỗ giải thoát tất cả mọi đau khổ. Không có trong, không có ngoài, không có tôi, không có bạn, không có chúng sinh, không có thọ giả, thì cái nơi đó, cái nguyện đó nó mới thành tựu. Thì mày khẳng định điều đó, chỉ hướng đến niết bàn, hướng đến thượng đế là nơi chấm dứt tất cả mọi đau khổ. Còn có chúng sinh, có thọ giả là còn phàm, còn đối đãi, còn luân hồi để độ. Phải cái tâm mình đưa cái tướng mình đi luân hồi nha, là tôi với bạn để tôi độ bạn nữa là không. Phát nguyện là về thiên đàng, về cõi Phật, nguyện một lòng hướng về thượng đế, hướng về thiên đàng để thanh lọc tất cả mọi vô minh, để giải thoát. Giải thoát đó là giải thoát trong và ngoài luôn rồi đó. Còn nghiệp của chúng sinh cõi nào á, thì á, khi mà bạn thoát rồi đó, là chúng sinh các cõi bạn gặp nó sẽ là chúng sinh đã thoát. Các bạn hiểu không? Còn chúng sinh thì can cường trong nghiệp đó, thì họ phải theo đúng cái nhân quả. Nhân quả là quy luật của vũ trụ. À, đó, phải phát nguyện đúng nha. Giải thoát rồi mới sống lợi ích cho xã hội được. À, còn bạn nguyện tùm lum mà trong khi bạn chưa có rõ gì hết á, có một số tên nó lại nhắn tin ta mình thấy nó tưởng tẩn sao á, ái dục gì tùm lum đủ thứ, tố tướng một loại ma. Trời ơi, sư phụ dạy con để con độ sinh, giác ngộ độ sinh, mà trong khi họ không có một cái tài năng gì luôn, trí tuệ cũng là có tướng không, từ đầu tới cuối nói chuyện dính mắc trong pháp không, tên nó không độ mình không, không biết chừng nào mới xong. Phải tác ý gì nha, hướng đến thượng đế, hướng đến chỗ giải thoát, hướng cõi Phật, thiên đàng, và rồi thoát tất cả mọi vô minh, là tất cả chúng sinh rồi đó. Chúng sinh ở đâu? Chúng sinh tâm của bạn. Còn những chúng sinh nào can cường thì họ sẽ có đúng nhân quả của họ. Chúng sinh can cường đừng có phải luân hồi để vì họ, em phải khẳng định điều đó, đừng nên như vậy. Về đúng cái nơi mà các chúng sinh giải thoát, và rồi ở đó mới cứu được người ta, đó mà yêu thương thứ thật á, thiệt á. Còn thôi bạn khổ, bạn còn hận nó, bạn còn giống như đấu với nhau ở trong luân hồi nữa, không biết chừng nào bạn thoát luôn á. Thank you universe. Niết bàn là chấm dứt tất cả mọi đau khổ. Thấy cái đó thôi, với lại tất cả kinh điển nó nói đúng cùng một thứ. Thượng đế, thiên đàng, không có chúng sinh. Chỗ vô tướng nó không có chúng sinh, không có thọ giả. Nhận ra được cái đó thoát. Rồi cuộc sống bắt đầu từ đó là phúc lành, làm tới đâu giải thoát chúng sinh tới đó. Mà phải cứu mình trước, mình ra khỏi bùn trước rồi mình mới cứu những người ta còn ở trong bùn được. Cảm ơn thượng đế, cảm ơn vũ trụ, cảm ơn tất cả. Bởi vì gần đây thì mình rất là cẩn thận với những cái mà tại mình thấy một cái tâm ý của mình thôi nó dẫn đi chiêu cảm các pháp liền. Tại sao mình không có dư nghiệp trong tương lai chứ nó chiêu cảm liền. Do đó ôi yêu thượng đế, yêu vũ trụ. Tại bản chất của thượng đế vũ trụ vốn tự giải thoát. Còn yêu tất cả cái rô rồi cái đầu của nó. Yêu thượng đế vũ trụ đi, rồi gửi ánh sáng đến tất cả. Đấy, vậy đó. Tại bạn không biết là cái tâm của bạn, một cái ý của bạn thôi mà kết nối các cõi như thế nào. We love you. Mà we love you, để mình nói chuyện, mình nói ở chỗ vô tướng á, thì nó cũng không có dính gì lớn luôn. Còn khi mà mình còn có tướng đó thì mình nói mình phải chánh ngữ, để cái ngữ của mình nó đưa cái chủng tử luân hồi vào đó. Dùng ngôn ngữ thuần khiết luôn, sáng tạo. Tạo, sáng tạo. Những cái từ nào còn tiêu cực á, hướng đến từ để gọi ánh sáng vô những cái ngôn ngữ đó, để nó ra những cái từ tích cực. Nói bạn sẽ không có bị vướng vào cái gia nghiệp của ma vương nó đã đặt ra trước đó, liên quan đến những cái nghiệp của chúng sinh đã từng dính mắc vào những cái khẩu nghiệp đó, cũng như là những cái ý đó, là những cái đó phải vô tướng, tự do tự tại trước các cõi. Dùng cái gì cũng dùng được mà vô tướng. Còn nếu mà cảm thấy dễ mà cũng có thể mình cũng có thể chuyển luôn, chuyển các cái tướng theo chuyển ánh sáng được. Nó sẽ đòi hỏi cái sự mà kiên nhẫn. Kiên nhẫn, vô ngã và kiên nhẫn. Kiên nhẫn mà không phải tướng của kiên nhẫn rồi. Tinh tấn, tinh tấn, tinh tấn, tinh tấn, tinh tấn.
Maitreya, Maitreya, hạnh của ngài Maitreya là hạnh tinh tấn. Hạnh tinh tấn. Tinh tấn cũng là một trong bảy yếu tố giác ngộ. We love you.